Trong tập trước, sau khi Tiêm Viêm đánh bại Vân Sơn, linh hồn của hắn đã bị vụ hộ pháp của hồn điện cướp đoạt, đồng thời còn nhăm nhe bắt giữ linh hồn Dược Lão mang đi sau một hồi giao đấu. Dược Lão rơi vào thế yếu, tuy thời có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Lúc này, Tiêu Viêm đành cầu xin sự giúp đỡ của Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Giữa không trung, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên khi thấy Mỹ Đỗ Tòa xuất hiện cũng ngẩn ra, thần sắc trong mắt có chút biến ảo, tuy nhiên ngay sau đó liền hóa thành vô hình. Ta đoán chắc là ngươi sẽ ra tay. Nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng cười nói, lông mày hơi hơi nhíu. Mỹ Đỗ Tòa lạnh lùng nói, đó là ta vì phục hồn đan kia mà cứu ngươi, chứ bình thường ai thèm để ý ngươi sống chết thế nào. Chậm rãi áp chế cảm xúc khác thường đang dâng lên trong lòng, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chuyển sang nhìn về phía vụ hộ pháp, sau đó lại nhìn về Dược Lão đang lơ lửng cách đó không xa, nói muốn ta xuất thủ bảo hộ vị lão sư của ngươi sao. Đúng vậy, trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Tòa chậm rãi ngoảnh đầu, mắt đẹp dừng ở vụ hộ pháp cách đó không xa, một lát sau mới mở miệng nói, thật khó, người này thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu bảo hộ cho ngươi thì sẽ không thể phân thân bảo hộ cho lão sư của ngươi, vậy thì ngươi cùng lão sư liên thủ đối phó người này đi. Tiêu Viêm đề nghị, nếu một mình không thắng được vụ hộ pháp thì hai người liên hợp lại hẳn là có thể chống lại được người này chứ. Lão sư của ngươi trải qua luân phiên đại chiến lúc trước, hơn nữa còn bị thương, sức chiến đấu đã giảm nhiều, cho dù cùng ta liên thủ cũng rất khó có thể ngăn trở người này, thậm chí nếu bị hắn khai thác được sơ hở tiếp tục xuất thủ bắt ngươi, lúc đó làm gì có người ngăn cản được hắn. Mỹ Đỗ Tòa chậm rãi nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Khi Tiêu Viêm đang cùng Mỹ Đỗ Tòa thấp giọng nói chuyện, phụ hộ pháp cũng là phục hồi lại tinh thần, nghe thấy phía dưới xôn xao nhắc tên của nàng, lập tức dưới áo choàng hồng mang chợt lóe, tên tuổi này hắn cũng đã nghe nói qua. Mỹ Đỗ Tòa tên tuổi ở đại lục chỉ kém Dược Lão có một chút, bởi vậy đối với vị cường giả của bộ tộc này, bọn họ hồn điện cũng có chút chú ý, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng lại gặp nhau ở chỗ này. Xin khuyên các hạ không nên nhúng tay vào công việc của hồn điện, bằng không đến lúc đó đại họa giáng xuống thì hối hận cũng đã chậm. Cảm thụ được từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Tòa phát ra cỗ khí thế không thể coi thường, vụ hộ pháp trong mắt hồng mang chớp động, thanh âm âm chắc chắc nói, mạng của hắn là của ta, trước khi ta lấy mạng của hắn người khác cũng không nên động vào. Mỹ Đỗ Tòa thản nhiên liếc nhìn vụ hộ pháp nói, ta sẽ nghe theo lời ngươi một lần, thử cùng với lão sư của ngươi lên thủ xem thế nào. Nhẹ thở một hơi, Mỹ Đỗ Tòa đột nhiên nghiêng nói với Tiêu Viêm. Lúc này nếu như nàng chỉ lo che chở Tiêu Viêm thì chắc chắn là không tới và hiệp Dược Lão sẽ bại trong tay của vụ hộ pháp. Đến lúc đó một khi Dược Lão bị bắt thì Tiêu Viêm chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cuồng bạo mất hết tỉnh táo. Đa tạ, ân tình này, Tiêu Viêm luôn ghi nhớ. Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng chắp tay hướng về Mỹ Đỗ Tòa trầm giọng nói, bổn vương với ngươi cũng không cần cái gì ân tình, ta làm như vậy chỉ vì đảm bảo sẽ có phục hồn đan mà thôi. Nghe thấy lời nói này của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Tòa nhất thời nhíu mày, quát lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười, thời điểm cũng không phải là lúc cùng với nữ nhân tranh cãi. Khặc khặc, thế nào, hai người muốn liên thủ đánh ta? Cảm thụ được trước sau cùng bùng lên cường hãn lực lượng, đỏ sẫm hào quang bên trong áo choàng màu đen của vụ hộ pháp cũng chợt bùng lên. Mỹ Đỗ Tòa cùng Dược Lão không hề để ý tới tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, thân hình khẽ nhúc nhích. Phục hồn đan mà thôi. Nghe thấy lời nói này của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Tòa nhất thời nhíu mày, quát lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười, thời điểm cũng không phải là lúc cùng với nữ nhân tranh cãi. Khặc khặc, thế nào, hai người muốn liên thủ đánh ta? Cảm thụ được trước sau cùng bùng lên cường hãn lực lượng, đỏ sẫm hào quang bên trong áo choàng màu đen của vụ hộ pháp cũng chợt bùng lên. Mỹ Đỗ Tòa cùng Dược Lão không hề để ý tới tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, thân hình khẽ nhúc nhích. Chiêu thức kia thôi, thật sự là đáng tiếc, linh hồn của đấu tông cường giả không phải dễ kiếm tìm chút nào. Trong lòng chợt có chút luyến tiếc hít một tiếng, vụ hộ pháp trong mắt quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm đột nhiên bùng sáng, thủ ấn chợt biến đổi. Cùng với thủ ấn vụ hộ pháp thay đổi, kiện màu đen áo giáp bao phủ bên ngoài thân thể đột nhiên giống như vật còn sống mấp máy hoạt động, những gương mặt ẩn ẩn trong đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái đầu người hư ảo to lớn chừng một thước. Khuôn mặt của cái đầu đó hiện lên thần sắc vô cùng đau đớn, nhìn qua tựa như đang chịu tra tấn giày vò. Đối với gương mặt này, những người có mặt nơi đây đều có thể nhìn ra đó là của Vân Sơn lúc trước bị phụ hộ pháp cắn nuốt linh hồn. Đầu người Vân Sơn kia hư ảo xuất hiện, từng đợt trầm thấp quỷ dị ô ô tiếng vang đột nhiên vang lên khắp phía chân trời, âm phong không ngừng thổi quét làm người ta cả người lạnh lẽo. Hành động của phụ hộ pháp cũng khiến cho Mỹ Đỗ Tòa và Dược Lão chú ý, lập tức âm thầm cảnh giác. Xâm La vạn vật hồn chi dị lễ. Khi đầu người hư ảo dần dần bành trướng tới 3-4 trượng, một tiếng cười đầy âm độc lạnh lẽo chợt vang vọng khắp chân trời. Khi tiếng cười của vụ hộ pháp vang lên, vật kia đã bành trướng tới mấy trượng, trên mặt đầu người hư ảo nhất thời xuất hiện thống khổ, một cỗ hắc mang nồng đậm dị thường từ bên trong bùng phát ra, chỉ trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đột nhiên bạo phát, ầm ầm,
Tên kia đem linh hồn Vân Sơn tự bạo, linh hồn dao động nằm trong vòng khống chế của hắn. Mục tiêu công kích chủ yếu hẳn là Mỹ Đỗ Toa cùng lão sư Tiêu Viêm, cho nên chúng ta không có bao nhiêu cảm giác. Pháp Mã nhíu mày, thân là luyện dược sư, tự nhiên đối với linh hồn dao động vô cùng mẫn cảm. Người khác có thể không nhận ra nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được ở trong màn hắc vụ kia một cỗ năng lượng đáng sợ đang từ từ nổi lên. Nghe được lời nói của Pháp Mã, Hải Ba Đông đám người sắc mặt có chút thay đổi, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tụ tập, tùy thời điểm liền phát động. Linh hồn năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào thân thể Mỹ Đỗ Toa cùng Dược Lão. Mặc dù hai người đã đem toàn bộ lực lượng phát tán, nhưng một gã đấu tông cường giả tự bạo linh hồn, quy lực của nó dễ dàng đối phó sao? Năng lượng bảy màu cùng sâm bạch hỏa diễm bùng phát ra ngăn cản sự ăn mòn của linh hồn cuồng bạo kia, nhưng chỉ một lát sau, cuồng bạo linh hồn liền phóng đại, đem năng lượng đang tuôn ra từ hai người trở lại trong cơ thể. Xác xác, năng lượng bảy màu nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa cũng hiện lên vẻ tái nhợt, một lát sau hai má ửng đỏ, nhịn không được phun ra một ngụm máu, thân hình cấp tốc thối lui. Mỹ Đỗ Toa có thể bình yên trở ra, nhưng Dược Lão hiện giờ với thân thể đã suy yếu thì không được như vậy. Hơn nữa, linh hồn lực lượng tự bạo đối với hắn loại thân thể linh hồn này thương tổn lại càng lớn. Bởi vậy, khi phòng ngự trước mặt cốt linh lãnh hỏa tiêu tán thì quỷ dị hắc mang kia nhất thời như thủy triều bao phủ lên linh hồn Dược Lão. Thân thể bị công kích như vậy, thân thể Dược Lão càng trở nên trong suốt, hiển nhiên một kích kia đã làm Dược Lão trọng thương. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được hơi thở của Dược Lão càng ngày càng suy yếu. Hắc hắc, Dược Trần, bổn hộ pháp có nói qua, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta. Nhìn thân hình dần trở nên trong suốt kia, tiếng cười âm trầm của Vũ Hộ Pháp chợt vang lên trong màn hắc vụ, thân hình lóe lên chợt xuất hiện tại địa phương cách Dược Lão không xa. Nhìn thấy cử động của Vũ Hộ Pháp, thân hình Mỹ Đỗ Toa cũng vội vàng phóng trước Dược Lão. Hừ, Mỹ Đỗ Toa thân hình vừa động, Vũ Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến đổi, khí đen quanh thân Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nhấp nháy, không gian nhanh chóng vặn vẹo, ngăn trở thân hình đang lao đến. Dưới sự ngăn cản của đám hắc vụ, Mỹ Đỗ Toa bị kìm hãm. Trên bàn tay khô héo của Vũ Hộ Pháp, hắc mang đột nhiên hiện lên, chợt như quỷ trào, trực tiếp chụp vào thân thể trong suốt của Dược Lão. Cảm thụ được dao động, Dược Lão cũng thoáng giật mình, khuôn mặt già nua lộ ra một chút sầu lo, ánh mắt nhìn thẳng vào một kích của Vũ Hộ Pháp, đôi mắt Dược Lão dao động. Hắn biết với trọng thương hiện nay thì không thể nào thoát khỏi một kích này của Vũ Hộ Pháp, xem ra kết cuộc bị bắt là không tránh khỏi. Trong lòng ý niệm cấp tốc chớp động, ánh mắt như xuyên qua màn hắc vụ, nhìn thẳng về phía hắc bảo thanh niên sắc mặt tái nhợt đang đứng trên ngọn cây kia, bình thản cười. Một luồng hỏa mang màu trắng đột nhiên từ mi tâm bạo phát bắn thẳng vào trán Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, lão sư ngày sau không thể tiếp tục bên cạnh ngươi, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ha ha, đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không còn là tiểu tử lỗ mãng năm nào cần lão sư phải ở bên nhắc nhở. Ngày sau, ngươi sẽ vượt xa lão sư, hy vọng ta có thể thấy được ngày đó. Hỏa mang tiến vào trán Tiêu Viêm, thanh âm già nua ấm áp cũng lần lượt vang lên trong đầu hắn. Nghe được những lời này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy kịch liệt, răng nanh cắn chặt môi tới chảy máu. Kết quả hắn không nguyện ý thấy rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Yên tâm, lão sư cũng không dễ chết như vậy đâu. Luồng hỏa mang đó là cốt linh lãnh hỏa căn nguyên, ta đem nó lưu lại trên trán ngươi, sau khi ngươi đem nó thuần phục liền có thể thi triển. Bất quá ta sớm đem nó luyện hóa, sở dĩ phần quyết cho ngươi cũng không thể cắn nuốt luyện hóa nó. Đương nhiên, nếu ngày nào đó ta thật sự gặp bất hạnh, dấu lửa in trên trán ngươi biến mất, cốt linh lãnh hỏa sẽ trở thành vật vô chủ, khi đó lão sư sẽ dành cho ngươi lễ vật cuối cùng, đem nó hấp thụ hoàn toàn đi. Ha ha, còn có chiếc nhẫn linh hồn ta ẩn nấp tên là cốt viêm giới, bên trong có cách điều chế phệ sinh đan do ta lưu lại, đem đi cứu nhị ca ngươi. Hơn nữa, về sau nếu ngươi gặp người bạn già của ta là phong tôn giả, liền đem giới chỉ này cho hắn, hắn sẽ tin lời ngươi, theo trợ giúp cho ngươi. Mặc dù ta rơi vào trong tay hồn điện, bất quá bọn chúng muốn luyện hóa linh hồn của ta cũng không phải dễ dàng, ngày sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không có thực lực, không cần làm bậy, ngươi liền không thể manh động đi cứu vi sư và phụ thân ngươi. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi là đồ đệ mà ta kiêu ngạo nhất, đối với ngươi ta vẫn rất hài lòng. Trong đại não, tiếng cười nhu hòa chậm rãi tiêu tán, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dần hiện ra dấu ấn bạch sắc hỏa diễm. Khi dấu ấn lửa hình thành cũng là lúc bàn tay của Vũ Hộ Pháp xuyên thấu qua thân thể trong suốt của Dược Lão, hắc mang dữ dội tuôn ra, tiếng cười âm hiểm phát ra, mạnh mẽ hấp thu vào trong hắc vụ. Vụ hộ pháp nhẹ nhàng đứng trên không trung, lúc này bàn tay đang nâng một đoàn hắc vụ bên trong có một chút ba động quen thuộc phát tán ra. Đem linh hồn Dược Lão nhốt tại nạp giới, sau đó vụ hộ pháp liếc mắt đến chỗ Mỹ Đỗ Toa lóe ra nụ cười âm lãnh, thân hình run lên hóa thành một đạo hắc vụ như quỷ mị hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng ở trên ngọn cây bạo lược mà đi. Hắc hắc, tiểu tử, lão sư ngươi đã bị bắt, ngươi cũng đi theo hắn thôi. Trong chớp mắt thoát khỏi truy kích của Mỹ Đỗ Toa, vụ hộ pháp bắn thẳng đến Tiêu Viêm, cười lạnh nói.
Một bên đám người Hải Ba Đông nhìn thấy cũng bạo lực hướng đến vụ hộ pháp, sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm né tránh. Nhưng lúc này thân thể hắn giống như cái đinh đứng trên ngọn cây, nhất thời không thể lay động. Dẫn hắn đi. Khi đám người Hải Ba Đông chuẩn bị cùng vụ hộ pháp đánh bừa, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một đầu tóc dài màu tím theo gió phiêu lãng. Rõ ràng là Từ Tử Nhiên rất ít ra tay, mà giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của vị tiểu cô nương lại đầy vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy Từ Nhiên hành động, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt cắn răng gật gật đầu, bàn tay dùng một chút lực mạnh mẽ đem Tiêu Viêm bứt lên, bạo lực trở ra. Tiểu Oa Nhi muốn chết. Nhìn Từ Nhiên cũng dám xuất thân ngăn trở, kia vụ hộ pháp nhất thời giận quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ hắc vụ dâng trào bạo dũng mà ra. Còn người bảo thạch cắt gao nhìn chằm chằm cỗ hắc vụ kia bạo lược mà đến, một cỗ tử mang khác cường chậm rãi dâng lên từ hai mắt Tử Nhiên, chợt tay nhỏ bé nắm chặt, tử mang quẩn quanh song trường, ở phía trên nắm tay động lại thành tinh tầng kỳ dị màu tím, cuối cùng lực lượng hỗn loạn khủng bố đủ để phá sơn toái thạch cánh ra. Tử Nhiên nắm tay vừa ra, không khí trước mặt đột nhiên bị áp xúc thành một cái ao hình cung vô hình, tiếng phá phong bén nhọn vang lên, cổ lực lượng vô hình ở dưới áp xúc kia giống như một quả đạn pháo, trùng điệp giã tại phía trên lũ hắc vụ. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, mấy tầng năng lượng hắc vụ ngưng tụ của vụ hộ pháp bị một trận dao động chợt chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới thực lực Tử Nhiên như thế cư nhiên có thể ngăn cản được một kích trước vụ hộ pháp thân là đấu tông. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không vết tích liếc nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, thần sắc giống như mất đi hồn phách, sâu trong con người cũng lặng yên trào ra một chút lửa giận, dưới tay đợt tấn công lại càng thêm sắc bén ngoan độc. Đem linh hồn giao ra đây, khặc khặc, vọng tưởng. Vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, thân hình chợt loài tránh thoát khỏi xà hình kiếm, ánh mắt có chút tiếc nuối liếc nhìn Tiêu Viêm ở xa xa, âm lãnh cười nói, tiểu tử, hôm nay vận khí người tốt, bất quá đối với Tiêu gia của người, hồn điện thực là hứng thú không nhỏ, để lần tới, bổn hộ pháp sẽ cho người tới làm bạn cùng lão sư của người. Hôm nay dừng ở đây vậy. Tiếng cười lạnh tiếng hạ xuống, vụ hộ pháp thân hình chợt lóe liền thoát đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vụ hộ pháp biến mất. Một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên ôm lấy đầu thấp giọng phát ra một trận rít gào, tiếng gầm gừ bổ sung cho thống khổ cùng buồn bã. Nhìn thấy cặp mắt đỏ đậm mang lệ quang của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng thở dài, gương mặt một mực lạnh lùng thế nhưng trở nên nhu hòa rất nhiều, bàn tay mềm vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, muốn cứu lão sư của ngươi, hãy cố gắng tu luyện. Hắn đem mọi hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, đừng cho hắn thất vọng. Hơn nữa người hiện giờ cũng không phải người cô đơn, kia Tiêu gia muốn ở Gia Mã Đế quốc trấn hương còn phải dựa vào ngươi. Giữa quảng trường, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt thanh niên lộ vẻ thống khổ. Lão sư, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn giết Vân Sơn sư tổ chúng ta. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy trên quảng trường một đống hỗn độn, đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua những cái thi thể trưởng lão, trong mắt cũng là có thêm một chút ai oán. Vân Lam Tông thật sự là bị hủy. Thời gian tiếp theo chậm rãi trôi qua, phía trên bầu trời Tiêu Viêm cũng dần dần yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy Mỹ Đỗ Toa ra, sau đó một hai mắt đỏ đậm lạnh lùng quét về phía dưới Vân Lam Tông quảng trường, cùng với Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, bộ ngực đầy đạn khẽ phập phồng. Vân Vận cắn chặt môi đỏ mọng, một lát sau rút cục không nhịn được lên tiếng nói, trong thanh âm có một phần cầu khẩn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đỏ ngầu nảy lên giận dữ, rít gào nói, chỉ cần Vân Lam Tông vẫn còn tồn tại ở Gia Mã Đế quốc, ta sẽ không thu tay lại. Nợ máu của Tiêu gia ta chỉ dùng máu mới có thể rửa sạch. Còn mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút mất lý trí của Tiêu Viêm, khóe môi Vân Vận hiện lên chút đau buồn, giọng nói khàn khàn, nhất định phải tới mức độ ấy ngươi mới vui sao? Nợ máu, hiện giờ Vân Lam Tông cũng đã phải trả giá, ngươi chẳng lẽ không thể mở một đường thoát sao? Ha ha, nghe Vân Vận nói những lời này, Tiêu Viêm cũng cười một trận điên cuồng, nhưng mà phẫn nộ trong tiếng cười kia, người người đều có thể nghe ra, mở một đường thoát. Lúc trước Vân Lam Tông vây giết Tiêu gia ta thì có từng mở một đường thoát sao? Nếu không có gia tộc Mễ Nhĩ Đặc hỗ trợ, chỉ sợ người của Tiêu gia ta sẽ bị Vân Lam Tông ngươi huyết tẩy hoàn toàn. Khi đó, đã từng có người nào mở một đường thoát? Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.